Nó vô đây nó. Rồi rồi, cái này mở lên sao mai. Trời ơi, nó sơn môi xong rồi vô, nó vô đây rồi nó đi bây giờ nó bắt ghế lên, nó trèo lên, nó nhón lên, nó coi cái kiến, coi được không? Trời ơi, thôi của bà ngoại ơi, bây giờ phải cất hết mấy cái đồ trang điểm này rồi ngoại ơi. Rồi, ngoại là chiến dịch trang điểm này không biết rồi ha. Qua đi. Trời ơi. Con thích không? Đừng đây con làm cho mẹ coi, con làm cho mẹ coi, làm cho ok hả? Không chịu là mẹ hả? Hả kiếm cái ghế đây nè, cái ghế nè, bắt ghế. Trời ơi, tè đầu xuống ngôi. Trời ơi, bây giờ nó bắt cái ghế nó vô, nó coi nó đánh đẹp không. Vô nó không thấy cái ghế nó hở, nó còn làm tè đầu xuống ngôi rồi đó, thấy chưa? Sao môi sao? Thấy chưa, tại con đó, con đẩy vô mà con không chịu dặn xuống. Trời ơi, cái sao môi đó con xì xì đồ nghe chơi. Ủa sao nó không bỏ email con? Hả? Nó không có gì đó. Chắc email của con á. Ờ, phải không? Rồi, để con nói kìa. Con không đánh cho mẹ hả? Đây nè, tè xuống, đây nè, nè, mày chỉ cho. Út cơm quá ngon mà. Cô chú con nó ngồi ăn rồi. Trời ơi, ăn cơm mà làm như ăn súp vậy, nó trút luôn. Trời ơi, ăn hết chén cơm luôn rồi nè. Quá đỉnh luôn, đỉnh của đỉnh luôn. Trời ơi, coi nè. Giờ là tập thể dục đó. 1, 2, 3. Cắn chân nè. Chay su kêu sao, chay su kêu sao? Su kêu sao? Hử? Su kêu sao? Mấy tôi cắn chân à? Mấy tôi cắn chân à? Su kêu sao chay? Uống miếng nước đi con. Uống miếng nước vô đi con. Trời ơi, cô chú ơi, nhiều cái đó, bà ngoại ngạc nhiên ghê luôn á cô chú ơi. Ngoại không nghĩ biết làm luôn á. Không nghĩ là chơi biết làm luôn á. Trời ơi. Quá, cây nè, cây nè, uống nước đi. Uống nước. Ừ. Để mẹ đem cất, mẹ đem dẹp. Hả? Ủa, té đó con, trời té là dập. Ủa chay ngoại đâu rồi? Chưa thấy rồi, ngoại thấy rồi. Ngoại đâu? Ngoài dẫn xu đi đá à hả? Sao? ai mượn con? Nè, đó, ngoài dẫn xu đi đá, là đá vô nè. Ôi, trời ơi, cái con xu này thiệt chứ. Tại sao xô em xu? Cái con xu này. Xu nặng, kỳ ghê luôn, ngoài đánh xu đi ngoài. Tự nhiên vô thấy con người ta cái xô của người ta. Đúng là xu kỳ ghê. Đây nè, đó xô nữa nha. Con phải thủ nghe chơi, con phải đứng thật vững vàng nghe chơi. Đó, các bạn. Đó. Các bạn xô nữa nè nha. Hai bên hả? Bên làm muốn ăn phải không? Mừng quá. Ok. Xu làm ghê hả? Xu mới đi đâu vô à? Xu mới đi đâu vô? Xu đá con hả? Hồi nãy nó vừa vô cái nó không thấy nó ngoại đâu rồi. Ồ, ngoại đi cho em xu vô đi ra. Hả? Nè. Ngoại cho xu với Bella đi vệ sinh. Bella với xu ở nhà từ sáng giờ mấy tiếng hồ. Chay đi chơi từ sáng giờ bỏ nhà, bỏ xu ở nhà hả ha. Mặc đồ này cho nó thoải mái ba cái hả? Sáng giờ mặc quần jean đồ áo đồ bó quá. Bó quá.
về nhà mình phải mặc đồ cho thoải mái chứ, bây giờ mà đồ này mặc ra đường đâu được đâu, chứ mà cái này mặc ra đường dễ thương lắm á. Đúng rồi, đi giống nhịn. Ừ. Sao giờ con đang suy nghĩ gì vậy con? Hoặc con hỏi nãy con hỏi nó sáng giờ đi chơi không, con vui không con? Không. Đó, 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 nữa. Đó, nói đừng. Đừng có xoá. Ừ, su đá con á hả? Su kỳ ghê á. Su kỳ quá. Chay, coi bà là uống nước kìa chay. Bà là uống nước kìa chay. Bà là ăn bà ăn không chị Ba Trang này bà là? Tôi là tội nghiệp ghê, con mắc tội ghê luôn á. Mắc tới giờ chứ muốn chữa là 4 ngàn. Phải không? Dạ yeah. Con mắc cái này hả? Một bên con mắc bị ấy rồi là muốn chữa là cả 100 triệu con mắc đó, thấy ghê không? Hà bác sĩ nói nha. Đây, đây. Trời, đúng rồi, lớn quá rồi, chữa con không biết được không? Em nó lớn rồi, chỉ chăm sóc nó thôi. Đi ra. Đi ra rồi đèn rồi cho em thôi. Không cần là con ăn chuối không? Không, không, con nghĩ từ từ chút cho nó ăn cơm chín luôn. Ăn cơm chín buổi á. Đó. Ờ, Su với ba làm nước cho con. Đồ ăn của Su với ba là sao chay? Ôi trời ơi, tự động cởi quần luôn hả? Rồi đem thùng rác giục luôn, đem giục thùng rác luôn. Ờ, đem giục thùng rác giùm luôn. Lem đưa cho ngoại. Ờ đáy ướt tả nặng quá. Nặng quá tự động cởi ra luôn có được không? Đưa ngoại quay vô. Đưa ngoại. Con cảm ơn ngoại. Nói con đi. Nói đi, cảm ơn ngoại. Đúng ngoại. Đúng rồi. Rồi tự đi lấy tả mặc vô cho mẹ coi coi. Uống nước được không? Ê ê. Đó, coi chơi được không? Coi đó coi chơi vậy được không? Coi chơi vậy được không? Hả? Chơi kiểu chi lạ vậy? Chay, chay, đồ ăn của Su với Bao là sao chay? Đồ ăn của Su với Bao là sao? Hả? Bao là xích ăn. Đó. Bao là ngồi xuống kìa thấy chưa chay? Thấy con thấy Bao là nghe lời chưa? Trời coi lại đổ nước lên đầu Bao là được không? À, nước. Ngồi luôn con, ngồi xuống ăn luôn. Con xích ăn luôn. Nó coi chơi vậy đó. Về nhà khỏe rồi. Về nhà khỏe rồi. Ngủ quá ngon mà sáng giờ ngủ ngon hả? Xỉu rồi hả? Ai xỉu? Ai xỉu con? Chó xỉu rồi. Chó xỉu rồi hả? Chó xỉu. Chơi rồi, đi lấy tả mặt vô con. Không tả mặt nữa. Không tả mặt nữa hả? Mẹ đập con bây giờ đó. Không tả mặt nữa hả? Hai ba nhớ sáu bảy sao bữa nay không đếm số năm kỳ vậy, mất số năm rồi, bốn là tới sáu bảy luôn hả? Một hai ba bốn năm đúng rồi. 1, 2, 3, 4, 5 mới nhảy ra hả? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ôi yeah. Ủa ngày nay thứ mấy giờ? Ngày nay thứ 3 hả? Trời ơi quên. Trời ơi sáng mai là con dậy con phải gọi điện thoại để xin ngày mai nghỉ học bơi. Quên nữa. Ngày mai bác gái nhớ dùm nhắc dùm con các bác gái. À, ngày mai cả dùm 10 giờ sáng qua các bác gái. 10 giờ sáng. Tại vì cái giờ bơi của nó là 12 giờ rưỡi à. Nên là nếu mà mình gọi trước 12 giờ rưỡi là được. Quên nữa, ráng nhớ đi, ráng ngày mai nhớ coi. 2, 3, 4. Con nhớ ngày mai con nói gì vậy, chứ chữ gì bơi 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 để cho mẹ nhớ nghe chay. Chay, mai nhớ nói chữ bơi nha. Không bơi. Không bơi. Wow. Này là Bao là. Béo là. Đây là Su nè, còn đây là Béo là nè. Con nói đi, Béo là. Đúng rồi, sorry Béo là, thấy thương không? Sợ trúng Béo là sorry Béo là. Trời. Quá trời dễ thương luôn. Quá tiền luôn à, thương ghê. Thôi đừng có vô trong đó giùm cái, bước ra. Cái đó gì á? Ờ con biết cái đó là gì không? Cái đó là cái bao chân bao tay của Su với Béo là đó. Ấy, không phải bông bông bậy cái đó là để đeo chân Bao là với Su đi ra tuyết đó. Chứ
chứ không phải bong bóng đâu con. Cái này không phải bong bóng, cái này giống bong bóng thiệt ha, mà không phải bong bóng con. Không phải bong bóng. Không phải bong bóng blue, đi ra. Tiến đâu? Ai? Ai? Trứng à, cái trứng đâu á? Cái trứng nè. Cái trứng này nè, lại đây. Cái trứng này nè. Đây con. Trứng này nè. Thì con coi vô welcome. Nó mà con nói thì không ai ai mà không biết nó là không hiểu nó đang nói gì đâu. Chỉ có người mẹ mới hiểu người con đang nói gì thôi. Cô nói excuse me. Đúng rồi, giỏi. Giỏi quá. Về nhà chỉ khỏe rồi. Ừ. Hả? 1, 2, 3. Su, su, còn Bella đâu, Bella đâu? Bella đâu con? Đó. No. Không, Bella đằng kia kìa. Bella đó. Bella đó. Bella tóc dài đó. Tóc dài đó đúng rồi. Bella tóc dài á. Rồi, sao? Chơi ăn không? Hả miệng đang miếng thôi. Ngoại cho chơi ăn miếng đi mà. Không rồi ăn miếng. Mai sao không nói nữa chứ. Dơ rồi. Dơ rồi, đúng dơ rồi. Dơ rồi. Dơ rồi. Cái nào xem mà dung ra cùng lông lên. Kia. Kia. Ú, thấy chưa? Con để lên cao, con để lên cao cho Su lấy đi. Để lên cao, để lên cao. Đó, đúng rồi. Để lên cao, để lên cao. Không, con phải cầm lên cao. Rồi con chọi cho Su đi lụm đi. Su để lên cao, để lên cao. Để lên cao cho Su lấy. Cao nữa, cao nữa. Cao nữa, cao nữa, đúng rồi. Cao nữa, Su nhảy lên đi Su. Su jump. Su jump. Su làm biến rồi. Con nói đi Su làm biến. Su biết đồ chơi, cũng chơi. Con nói đi Su làm biến.